Hôm nay mình sẽ đập hộp cho anh em bộ tô vít để vặn điện thoại với tu. Đấy, mở hộp ra. Đập hộp mới tinh. Đây là bộ tô vít. Trong này có gì đây? À, có một cái dây sạc. Đấy. Có một cái băng. Đây, ở đây có nút bấm này. Đây, đây là quả tua vít của chúng ta. Tua vít này chạy được bằng điện. Giờ mình sẽ lấy thử một cái đầu này ra. Lắp vào đây. Rồi, ok, giờ thử. Đây là một chiếc điện thoại vơ tu đang hoạt động rất bình thường, rất tốt. Giờ mình sẽ lấy cái tô vít này, mình tháo thử nó ra. Đó, như bạn đã tháo ra rồi, rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ lắp thử lại. Đấy, như vậy là mình đã tháo ra, lắp vào, hoàn chỉnh chiếc điện thoại Vertu rất là nhanh. Với chiếc tô vít điện bằng điện để lắp điện thoại Vertu rất đặc biệt này. Chiếc tô vít này thì có rất nhiều đầu. Chỗ này có 5 châm hút. Đây là 5 châm hút này. 5 châm hút này khiến cho cái đồ này nó không rơi được. Rất xịn. Đầu này cũng có 5 châm hút nên không rơi được. Ở đây chúng ta sẽ có công tắc vặn số 1, số 0 và số 2 là công tắc. Trên này sẽ là cổng tai xi để sạc cho cái tô vít điện này. Ở đây thì sẽ có cái dây sạc tai xi. Rồi, anh em xem video thấy hay hữu ích về cái sản phẩm tô vít thú vị này thì ấn nút đăng ký kênh để mình có động lực mình làm tiếp video gửi đến anh em. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.